Quý khán giả đang theo dõi bản tin Vì Người Tiêu Dùng ngày 5 tháng 10 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hậu Giang. Ngay bây giờ, mời quý vị điểm qua những nội dung chính ngày hôm nay. Công an thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vừa triệt phá đường dây mua bán xe bất hợp pháp. Mua bột ngọt Trung Quốc trôi nổi về đóng gói bán kiếm lời, một cơ sở tại thành phố Đà Nẵng bị phanh phui. Lên mạng nạp tiền giật đơn hàng ảo, tìm hoa hồng, nhiều người bỗng chốc trắng tay. Thưa quý khán giả, hai chiếc xe máy này đều có biển số xe giống nhau. Nhìn bằng mắt thường không thể nhận ra đây là biển số giả bởi đều có chữ nổi, kích cỡ giống như thật, được làm giả hết sức tinh vi. Đây chính là tang vật trong đường dây lắp ráp, độ chế xe máy và làm giả các loại giấy tờ kèm theo để tiêu thụ trên thị trường cả nước vừa được Công an thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang triệt phá. Đây là đối tượng Trần Sang Trọng, 25 tuổi và Trần Văn Vĩ, 35 tuổi, cùng ở phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giao dịch mua bán xe có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua làm việc, các đối tượng này khai nhận mua xe không giấy chứng nhận đăng ký, sau đó đặt làm giấy chứng nhận đăng ký xe và biển kiểm soát giả để lên mạng xã hội rao bán với cam kết xe hợp pháp do cơ quan công an thành lý, bao sang tên chính chủ, bao chạy toàn quốc. Nếu bị công an bắt giữ thì một xe đền một xe. Xe mới dọn sạch. Bị can chỉ là mua xe là thành phẩm thôi, chứ còn không liên quan tới số khung số máy. Trên mạng là giấy đăng ký đó, nó làm xong nó gửi về. Các đối tượng còn mua phụ tùng, dây ráp thành xe hoàn chỉnh, rồi thuê người khác đóng số khung, số máy, sau đó đặt làm giấy chứng nhận đăng ký và biển kiểm soát giả để bán lại. Trung bình mỗi xe bán được, thu lợi bất chính từ 10 cho đến 40 triệu đồng. Lúc mình làm cho chồng thì mình biết chồng này cũng chắc không hợp pháp. Mình mua phụ tùng với sườn máy rời mình ráp. Ráp thì cũng không có số, mình không có giấy tờ gì hết. Mình ra giao cho chồng thì cái hình thức đó thì mình cũng chưa biết. Còn mình nghĩ rằng là chọn mua về bán lại kiếm lời. Khi người mua có yêu cầu sang tên thì các đối tượng photo chứng minh nhân dân, sau đó lên mạng đặt làm giấy chứng nhận đăng ký giả rồi giao cho người mua để tạo niềm tin. Tin từ phía cơ quan công an, qua quá trình điều tra đã xác định từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã giao dịch mua bán hơn 60 xe. Đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ngã Bảy đã thu hồi được trên 40 xe, xác định số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Mua xe cũ là một lựa chọn của khá nhiều người, lỗ ít khi bán lại, không mất công làm các thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, không ít trường hợp bị lừa mua phải xe ăn cắp hay xe cũ được mong má lại do tin vào những bộ giấy tờ xe được làm giả một cách tinh vi. Các đối tượng đặt mua các xe không có giấy tờ hợp pháp, sau đó là mới liên hệ để đặt làm các giấy tờ giả và biển số giả để bán cho khách hàng, tìm mua các phụ tùng của các xe Suzuki, sau đó về ráp lại thành nguyên chiếc xe. Đồng thời là các đối tượng đã liên hệ với các đối tượng khác ở các địa bàn là đục số khung và số máy và làm giấy chứng nhận giả. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang khuyến cáo ai đã mua xe của hai đối tượng loại Suzuki Sport Z thì liên hệ với đại úy Bùi Công Ngoan, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 0939 775 077 để phục vụ công tác thu hồi tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt. Việc sản xuất, mua bán, sử dụng giấy tờ giả là vi phạm pháp luật. Do đó, người dân nên nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh siêu lòng vì giá rẻ mà sập bẫy đối tượng lừa đảo. Riêng những ai mua xe sang tay cần mang xe đến cơ quan chức năng để chuyển quyền sử dụng nhằm tránh mua phải xe gian. Và nếu có bất kỳ nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo, người dân liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ ngăn chặn kịp thời. Thưa quý khán giả, tuy không phải là vấn đề mới xuất hiện gần đây, nhưng sau thời gian im ắng, tình hình sản xuất kinh doanh bột ngọt giả xuất hiện trở lại. Rất nhiều loại bột ngọt của các thương hiệu lớn gần đây bị làm giả khá tinh vi và bày bán tràn ngập thị trường. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa bắt quả tang và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất bột ngọt giả của một cơ sở trên địa bàn.
Hơn hết, nhiều người sẽ tá hỏa vì biết được công thức pha chế bột ngọt giả của cơ sở này. Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Thanh Khê vừa bắt quả tang một cơ sở đang sản xuất và đóng gói bột ngọt giả, chuẩn bị đưa ra thị trường cho bà Nguyễn Thị Dung, đường Lê Độ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê làm chủ cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 150 gói bột ngọt giả thương hiệu Ao Quanh cùng một số nguyên liệu, bao bì, dụng cụ dùng để sản xuất bột ngọt giả. Chủ cơ sở khai nhận đã nhập nguyên liệu không rõ nguồn gốc để phân chia, đóng gói và bao bì có thương hiệu của các nhãn bột ngọt uy tín để bán kiếm lời. Từ những nguyên liệu không hề đảm bảo chất lượng, cộng với môi trường sản xuất thủ công không đảm bảo an toàn vệ sinh, tác hại của những loại bột ngọt giả này kinh khủng thế nào? Và không may khác, người tiêu dùng đang phải gánh chịu những thiệt thòi và ảnh hưởng về sức khỏe khi lỡ không may tiêu dùng phải những loại bột ngọt giảm mang các thương hiệu nổi tiếng này. Không chỉ thực phẩm bẩn, những viên thuốc dùng để bảo vệ sức khỏe cũng đang bị nhiều đối tượng lợi dụng kiếm lời. Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa phát hiện bắt giữ gần 10.000 đơn vị thuốc tân dược nhập lậu trên tuyến biên giới. Tổ công tác chống buôn lậu liên ngành tỉnh biên An Giang đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu. Khi đến khu vực kênh Vĩnh Tế thuộc tổ 16, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên thì phát hiện các đối tượng đai giác hàng hóa qua biên giới. Các đối tượng phát hiện lực lượng chức năng đã bỏ chạy để lại các bao ni lông màu xanh. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các bao ni lông là các thùng cắt tông có chứa khoảng 7 sản phẩm thuốc tân dược với gần 10.000 đơn vị, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Gần 200 loại hàng hóa với hơn 3.500 sản phẩm gồm phân bón, kẹo mứt, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc lá, mỹ phẩm có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc đã được công an tỉnh Lâm Đồng tiêu hủy. Đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ hàng với số tiền gần 150 triệu đồng. Những sản phẩm này được công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thu giữ của chính hộ kinh doanh trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Gần 7 tấn thịt sấy khô các loại cộng với gần 1 tấn các mặt hàng thuốc thịt, thuốc sấy, hương biển, bánh tráng các loại và nước sốt được chứa trong hai kho hàng trên địa bàn vừa bị lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa ập vào kiểm tra và thu giữ. Ông Nguyễn Hữu Dũng là chủ kho hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng này để xác minh làm rõ theo quy định. Dịp Tết Trung thu, bên cạnh các loại bánh kẹo thì thị trường các loại đồ chơi trẻ em cũng sôi động không kém. Lợi dụng điều này, các đối tượng ồ ạt nhập lậu hàng hóa ở biên giới đưa về địa phương tiêu thụ. Lực lượng chức năng của Hà Nội vừa phát hiện kiểm tra và tạm giữ lô hàng đồ chơi trẻ em, thực phẩm có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội sau khi tiến hành kiểm tra xe ô tô do tài xế Bùi Trung Đức có hộ khẩu thường trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội điều khiển, đã phát hiện 9.000 chiếc súng phun nước, 800 hộp kẹo cao su Hupa Pupa và hơn 1.000 chiếc kẹo dẻo thương hiệu nước ngoài. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ kèm theo, có dấu hiệu hàng hóa nhập lậu. Những hình ảnh ghi được từ camera an ninh đôi khi chỉ tính bằng giây, nhưng vẫn đủ để điểm mặt chỉ tên kẻ gian, phơi bày hành vi phạm tội ra ánh sáng, giúp người dân đề cao cảnh giác. Giải mã mắt thần ra mắt trong tin tức Mekong từ tháng 9 này. Mời quý khán giả đón xem. Thưa quý khán giả, cùng với sự phát triển của Internet, nhiều dịch vụ giao dịch qua mạng đã giúp người dân giải quyết rất nhanh gọn. Tuy nhiên, thuận tiện cũng đi kèm với nhiều rủi ro, bởi môi trường này cũng lắm bẫy lừa. Thời gian gần đây, có rất nhiều người bị lừa trên mạng chỉ vì mất cảnh giác và tin vào lời quảng cáo qua mạng ảo. Và mới đây, lại thêm những nạn nhân mới sập bẫy với trò lừa giật đơn hàng kiếm hoa hồng. Mới đây, sau trò lừa ngồi nhà coi clip kiếm tiền, hàng loạt người lại rơi vào bẫy giật đơn hàng ảo của các trang thương mại điện tử lớn để ăn hoa hồng cho mỗi đơn hàng trên website tailoc888.com và nasdaq666.com. Nhiều nạn nhân là công nhân, nhân viên văn phòng, giáo viên, những người mất việc làm do Covid-19 vì cả tin đã gom tiền để dành, vay mượn bạn bè, người thân rồi mất trắng hàng trăm triệu đồng. Tâm lý là nói chung là rất là hụt hẫng, đó là mất ăn mất ngủ, không còn tinh thần để mà tiếp tục mà sống và làm việc nữa. Thời điểm hiện tại là mình bị lừa khoảng 300 triệu. Và cái app đó là cái app tài lộc 888.com. Ngoài ra mình còn bị lừa một cái app là H5
shopee.vn.vip là hết 103 triệu. Theo quảng cáo, chỉ cần cầm điện thoại trong 30 phút, vào app Tài Lộc nhấp duyệt đơn để tăng giá trị sản phẩm và sẽ nhận được chiết khấu lãi suất trực tiếp từ các đơn hàng tại các trang thương mại điện tử. Tiki 0,25%, Shopee 0,3%, Lazada 0,35%, Amazon 0,4%. Nếu đầu tư 1 triệu thì tiền lãi một ngày lần lượt được nhận về là 25, 30, 35 và 40 ngàn đồng. Chủ của trang web này người ta mới đưa ra cái thông tin ở trên web á, là bây giờ nếu mà ai mà muốn rút tiền, bây giờ giả sử mà mình muốn rút 10 triệu thì mình phải nạp thêm vào 10 triệu vào cái tài khoản của trang web, thì bắt đầu là người ta mới chuyển 10 triệu mà mình cần rút với lại 10 triệu mình vừa nạp lúc nãy vào thì mình mới rút giá trị là 20 triệu. Nhưng mà đến tối ngày thứ ba thì bắt đầu là trang web này nó sập, khi mà truy cập vào cái trang chủ là không còn nữa. Chỉ cần nạp tiền vào trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, chỉ với một chiếc điện thoại, người chơi dễ dàng giật đơn hàng ảo. Số tiền thu lại ngoài tiền bỏ ra còn có hoa hồng. Kiếm tiền dễ dàng như vậy nên có người còn rủ thêm nhiều bạn bè tham gia cùng. Thời gian lại linh động, có thể làm bất cứ lúc nào, hoa hồng cũng cao. Hơn nữa, tiền về túi lại nhanh chóng nên nhiều người dễ dàng sập bẫy. Thực chất đây chỉ là chiêu trò dụ chúng ta cắn câu. Một khi đã bỏ ra số tiền lớn thì chính là lúc kẻ gian thu lưỡi. Trong thời gian đầu, những kẻ lừa đảo thường trả lãi sòng phẳng để con mồi cắn câu chuyển số tiền ngày càng lớn hơn. Một trong những người bị lừa số tiền nhiều nhất là anh NTL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nạp trước thử là 200.000, sau đó là mình giật đơn được 30 đơn thì cũng được mười mấy ngàn. Xong rồi mình rút về thử. Rút về thì vẫn vô tài khoản bình thường. Nên mình nạp vô từ từ, càng ngày càng nhiều. Đó. Mình nạp tới 19 tháng 9, mình nạp là tổng số tiền của mình là 200 ngoài gần 300 triệu. Mình có nhắn lên chăm sóc khách hàng thì không người nào trả lời, gọi thì cũng không bắt máy. Những nạn nhân của trò lừa này cho biết họ sẽ gửi đơn đến Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 và đề nghị các cơ quan này vào cuộc. Trên thực tế, khi đã thu hút được số tiền như mong muốn, những kẻ lừa đảo lại đánh sập website này rồi lập website khác, thay đổi chiêu thức mời gọi và vẫn thu hút hàng ngàn người quan tâm. Sở dĩ các website này chiêu dụ được nhiều người tham gia là vì đang trong lúc dịch bệnh khó khăn, nhiều người mất việc nên mong muốn có cách kiếm tiền dễ dàng. Tuy nhiên, sự thật không có cách kiếm tiền nào dễ dàng theo kiểu việc nhẹ, lương cao. Do vậy, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần lưu ý để tránh bị lừa. Thông tin này cũng đã khép lại thời gian bản tin Vì Người Tiêu Dùng hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.